Tây Du Ký. Nguyên tác Ngô Thừa Ân, biên kịch Đới Anh Lộc, Châu Ức Thanh, Dương Khiết, đạo diễn Dương Khiết, quay phim chính Vương Sùng Thu, âm nhạc Vương Văn Hoa, chủ nhiệm phim Tằng Tâm Ảnh, đoạn Tiểu Thường. Các diễn viên chính: Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Thôi Cảnh Phú, Lưu Đại Cương và các diễn viên khác. Không được. Bần tăng đi lấy kinh, trên đường gặp nhiều hiểm nguy, gian khổ vô cùng, lại gặp nhiều ma quái, một phụ nữ như cô làm sao chịu đựng nổi? Sư phụ, theo con, vị nữ Bồ Tát này cũng có thành ý, lại từng cứu mạng chúng ta. Sư phụ cứ đồng ý đi. Thằng ngốc này, người nói gì thế? Sư phụ, mau lại đây. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, nữ Bồ Tát, người ta thường nói ở hiền sẽ gặp lành, nữ Bồ Tát là bậc quốc sắc thiên hương, sau này ắt sẽ có duyên lành. Bần tăng sẽ cầu xin trời Phật phù hộ cho nữ Bồ Tát. Lẽ nào thánh tăng không thể tiếp nhận tiểu nữ? Sư phụ, sư phụ, đại sư huynh, ta ở đây. Công chúa mau đứng dậy đi. Sư phụ, sư phụ. Còn yêu quái này, để xem người có dám ăn thịt lão chư không. Xin hãy nương tay. Bá giới, đừng đánh nữa, tha cho hắn đi. Yêu quái thì... Đại Thánh, Tiểu Long sẽ đưa hắn về để cha quyết định. Được được, người đưa hắn về đi. Tạ ơn Đại Thánh, đi. Sư phụ, Ngộ Không, sư phụ xem, nước lại trong rồi. Sư phụ, đúng là nước sông trở lại trong xanh như cũ rồi. A Di Đà Phật, yêu quái đi rồi, nước cũng trong xanh trở lại. Yêu quái, yêu quái, yêu quái đâu? Xà sư đệ, không phải yêu quái, đó là công chúa. Mời các vị thánh tăng lên đường. Thánh tăng, A Di Đà Phật. Đi. Đi. Tập phim Thu Phục Thanh Ngưu Quái.
Các con xem, hình như trên núi có nhà dân. Mà sư phụ tình quá, đúng là đằng trước có một nếp nhà. Hay chúng ta vào đó xin chút cơm chay, ăn xong rồi đi tiếp. Khoan đã, để lão tôn đi xem thế nào đã. Sư phụ, chỗ ấy không đi được đâu. Tại sao? Con thấy ở đó có yêu khí, không vào được đâu. Ngộ Không, vậy phải làm thế nào? Sư phụ đói lắm rồi. Sư phụ đói rồi ạ? Người cứ xuống ngựa nghỉ ngơi, để con đi xin cơm chay về cho sư phụ ăn. Đại sư huynh. Sư phụ, để con giúp sư phụ yên tâm hơn nhé. Sư phụ lại đây. Sư phụ ngồi xuống đi. Sư phụ, lão tôn vẽ cái vòng tròn này, hổ báo yêu ma đều không thể vào được. Sư phụ cứ yên tâm ở đây đợi con về. Sa sư đệ, đệ bảo vệ sư phụ cẩn thận, không được đi đâu hết. Đại sư huynh cứ yên tâm. Ngộ Không, con định đi đâu xin cơm chay? Trong vòng 800 dặm, làm gì có chuyện lão tôn không xin được cơm chay? Ngộ Không, con nhớ không được thô lỗ, kẻo làm hại đến người khác đấy. Tất nhiên ạ. Hai sư đệ, hai đệ vào luôn trong đó ngồi đi. Vâng. Bát Giới, mau lên. Đệ không vào đâu. Huynh vẽ cái vòng tròn, bắt đệ chui vào. Đệ không vào, vào mau lên. Sư phụ xem. Sư phụ, lão tôn đi đây. Xin chào ông lão. Tiểu sư phụ từ đâu tới? Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Sư phụ đi nhầm đường rồi. Muốn đến Tây Thiên thì từ đây phải đi theo hướng Bắc. Tôi biết rồi. Sư phụ tôi đang đợi tôi trên đường. Ông ấy đang đói bụng nên bảo tôi đến xin ít cơm chay. Tiểu sư phụ này chỉ nói linh tinh. Từ đây đến phía Tây còn hơn 1.000 dặm. Sư phụ cậu đợi cậu xin được cơm chay về thì chết đói à? Chẳng giấu gì ông, đoạn đường ấy lão tôn chỉ cần đi trong khoảng thời gian đủ để uống một cốc trà. Ngươi là yêu quái. Nói đi. Ông đổi cho ta một bữa cơm chay đi. Không có đâu, ngươi đi đi, đến chỗ khác mà xin. Ông lão. Ông lão. Nổi gió rồi sư phụ. Ngộ Không đi xin cơm chay tận đâu nhỉ? Huynh ấy cũng buồn cười thật. Chỗ gần thì không xin, cứ đòi đến chỗ xa. Khiến chúng ta ngồi đây cứ như ngồi nhà lao ấy. Vừa không tránh được gió, lại chẳng tránh được rét. Bát Giới, vậy theo con phải làm thế nào? Sư phụ, theo con chúng ta cứ đi tiếp về hướng Tây. Khi nào về chắc chắn đại sư huynh sẽ đi tìm. Chúng ta cũng đỡ phải ngồi đây chịu rét. Đi thôi. Bên ngoài có một tên yêu quái đến xin cơm chay đấy. Hắn nói năng lung tung, tôi thấy hắn không phải là người tốt. Mau đóng cửa lại, kẻo hắn lại vào.
把他顶上，别让他进来，快快快快点。哎呦，吓死我了。快看，nhìn kìa, đây là một gia đình khá giả. Sư phụ, để con vào xin ít cơm chay nhé. Con mau đi đi. Sư phụ. Sư phụ, ở đây còn một cái cửa nữa. Có ai không? Có ai ở nhà không? Sư phụ. Nhị sư huynh, có xin được cơm chay không? Chưa xin được, bên trong không có ai hết. Sao con đi lâu thế? Sư phụ, con không xin được cơm chay, nhưng lại lấy được ba thứ đồ tốt. Sư phụ nhìn xem. Sao con lại lấy quần áo của người ta? Sư phụ, có ai biết đâu ạ? Hơn nữa trời đang lạnh, chúng ta lấy mặc cho ấm. Không được, làm thế là ăn trộm. Con mau trả lại người ta đi. Sư phụ cổ hủ quá. Việc này quỷ không hay, người không biết, cũng giống như nhặt được trên đường thôi mà. Nói bậy. Làm việc xấu xa, thần quỷ đều biết. Con mau trả lại đi, không được lấy đồ của người khác. Sư phụ, từ trước đến giờ lão Trư chưa được mặc đồ tốt thế này bao giờ. Sư phụ cho con mặc một lần thôi vậy. Nhị sư huynh quên rồi sao? Hồi trước do huynh mặc áo của tiên nữ mà bị treo ngược lên cành cây đấy. Để tránh ra, làm gì có chuyện đấy. Nhanh lên xa sư đệ. Đệ cũng mặc một chiếc vào đi. Sao thế này? Chuyện gì thế này? Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư đệ. Đi đâu cả rồi, thật tức chết đi được. Đại Thánh, người muốn ăn đòn hả? Còn không mau ra đây. Ra đây. Tham kiến Đại Thánh. Người biết ta đến đây, sao không sớm ra nghênh đón? Xin Đại Thánh tha tội. Mau đứng dậy đi. Ta hỏi ngươi đây, ngươi có trông thấy sư phụ và các sư đệ của ta đâu không? Tôi có trông thấy, họ đến động của yêu quái rồi. Động của yêu quái? Hắn là yêu quái gì? Trên núi này có đại vương một sừng. Đại vương một sừng? Hắn là loại yêu quái gì? Ta không biết. Ta chỉ biết võ công của hắn rất cao cường. Hắn không chỉ thần thông quảng đại, mà còn có bảo bối phòng thân nữa. Bảo bối phòng thân? Ngài xem. Nó ở ngay ngọn núi trước mặt thôi. Người cầm hộ ta, lão tôn đi xem sao. Đại Thánh. Quả nhiên không ngoài dự tính của ta. Thổ địa, người giữ hộ ta bát cơm chay, để ta thu phục yêu quái, cứu được sư phụ về sẽ dùng cơm. Lão tôn đi đây. Vâng vâng.
Bọn hòa thượng các người cũng to gan thật, dám vào động của ta để ăn trộm quần áo. Tên yêu quái kia, chính người đã biến hóa để lừa ông nội ngươi. Nếu người không tham lam thì liệu có rơi vào tay ta không? Mày đâu, lôi hắn đi cho ta. Vâng, đi. Bát giới, bần tăng là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh. Lỗi là ở hai sư đệ của tôi, cũng tại tôi dạy đồ đệ không nghiêm, khiến chúng ăn trộm đồ của đại vương. Xin đại vương hãy tha cho chúng. Tên hòa thượng này cũng không đến nỗi nào, người không tham lam giống bọn chúng. Ta muốn hỏi, các ngươi từ đâu tới? Tại sao lại đến chỗ của ta? Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường. Ta chỉ nghe nói có một hòa thượng đến Tây Thiên thỉnh kinh, tên là Đường Tăng. Có phải là ngươi không? Cái gì? Ngươi chính là Đường Tăng ư? Đúng vậy. Đại vương, ngươi là Đường Tăng à? Đúng vậy. Ta nghe nói ăn được một miếng thịt của Đường Tăng là có thể trường sinh bất lão. Đại vương, hôm nay ngươi tự vác xác đến đây, thật đúng là may mắn cho ta. Công đức của ta có thể viên mãn rồi. Đại vương, chỉ cần ngài thả cho bần tăng đến Tây Thiên lấy chân kinh, công đức của ngài tự khắc sẽ viên mãn. Người không cần khen ngợi ta. Bay đâu? Dạ, mời vị hòa thượng này. À không, mời Đường Tăng vào trong cho ta. Vâng. Đại vương, bần tăng còn có đại đồ đệ hiện đi xin cơm chay, không biết nó có đến tìm chúng tôi được không? Việc nhỏ đó cứ để ta lo. Mời. Yêu quái kia, mau ra đây, mau ra đây. Bẩm đại vương, không xong rồi, có một con khỉ mặt đầy lông lá đang ở bên ngoài đòi sư phụ. Đại vương, đó chính là đại đồ đệ Tôn Ngộ Không của bần tăng. Ngài cứ vào trước đi. Thế còn hai đồ đệ của tôi? Không sao, cứ để ta lo cho họ. Ngài cứ đi đi. Có mỗi một lũ tiểu yêu. Chủ các ngươi đâu? Bảo chủ các ngươi ra đây. Tôn Ngộ Không là kẻ nào? Ông nội tôn của ngươi đây. Ta cứ tưởng ai, hóa ra là một con khỉ gầy nhom ốm nhách. Quái vật kia, ngươi còn chưa biết tài nghệ của lão tôn đâu. Mau thả sư phụ ta ra đây. Sư phụ ngươi ăn trộm quần áo của ta, giờ bị ta nhốt trong động rồi. Đừng nói bậy, sư phụ ta là cao tăng đắc đạo, sao có thể ăn trộm quần áo của ngươi được? Ta đã bắt được tận tay, ngươi còn gì để nói nữa? Chớ lắm lời, mau thả sư phụ ta ra. Ta không thả, ngươi làm gì được ta? Rốt cuộc, ngươi có trả sư phụ cho ta không? Người có thả sư phụ ta ra không? Ta không thả, ngươi làm gì được ta? Let's go.
Người thật không hổ danh từng đại náo thiên cung. Người đã biết đến ông nội tôn thì mau thả sư phụ ta ra. Nếu người thắng được ta thì ta sẽ thả. Mau trả gậy cho ta. Trả gậy cho ta. Tôn Ngộ Không, nếu người không gọi được cứu binh đến, Đường Tăng sẽ bị ta ăn thịt đấy. Thổ địa, thổ địa, mau ra đây, mau ra đây. Đại Thánh đã cứu được sư phụ chưa? Chẳng hiểu tên yêu quái ấy dùng loại binh khí gì, hắn đã đoạt mất cây gậy như ý của ta rồi. Xem ra con yêu quái ấy cũng có lai lịch đấy ạ. Đúng thế, khi nãy khi giao đấu với ta, hắn có nói một câu: thật không hổ danh đã từng đại náo thiên cung. Chắc hắn không phải loại yêu quái bình thường đâu. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, Tôn Ngộ Không xin cầu kiến. Tôn Ngộ Không, chắc con khỉ ấy lại gặp rắc rối rồi. Vâng vâng, cho nó vào đây. Tôn Ngộ Không lên điện. Ngọc Hoàng, lão Tôn đến làm phiền ngài đây. Tôn Ngộ Không, chẳng phải ngươi đang bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh hay sao? Ngươi đến đây làm gì? Trên đường đi, lão Tôn gặp phải một con yêu quái. Nó bắt sư phụ ta vào trong động. Đến giờ chẳng biết ông ấy bị nấu hay hấp rồi. Vậy tại sao ngươi không đi cứu sư phụ? Lão Tôn đấu với hắn một trận tơi bời. Tài nghệ của hắn cũng rất bình thường. Nhưng hắn có một chiếc vòng màu trắng. Không biết là quái vật gì mà hắn đã lấy đi cây gậy như ý của lão Tôn rồi. Nó đã đoạt cây gậy như ý của ngươi ư? Đúng thế. Nó là bảo bối gì nhỉ? Lão Tôn nghĩ chắc nó không phải quái vật dưới trần đâu. Lão Tôn lên đây nhờ Ngọc Hoàng kiểm tra xem trên trời có hung tinh hạ phàm chặn đường đi của Lão Tôn không. Xin Ngọc Hoàng hãy cho người đi thu phục tên yêu quái đó. Lão Tôn đây biết ơn vô hạn. Sao hôm nay con khỉ này lại lễ phép thế nhỉ? Lão Tôn đã mất cây gậy như ý. Người ta thường nói qua sông thì phải lụy đò mà. Trương Thiên Sư, dạ, bốn vị thiên sư đi hỏi thiên tinh đầu và các vị thần vương xem có tư phàm hạ giới không, rồi về báo ngay cho ta. Vâng, các vị đi mau đi, kẻo sư phụ tôi bị ăn thịt mất. Ta biết rồi, xin đa tạ, xin đa tạ. Bát giới, bát giới, con thế nào rồi? Sư phụ, khắp người con chỗ nào cũng đau. Quay lại mau, quay lại.
Còn kêu đau nữa, trách ai được? Tại huynh không nghe lời đại sư huynh, cứ đòi ra khỏi chiếc vòng ấy, còn đi ăn trộm quần áo của yêu quái nữa, sao có thể trách một mình ta được? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, các vị thần đều đông đủ, không có ai tự ý hạ giới cả. Vậy thì kẻ đó không phải thần tiên ở trên trời rồi. Đúng thế. Ngộ Không, người hãy đến chỗ khác tìm thử xem. Ngài không thể thấy chết mà không cứu. Hắn không phải thần tiên trên trời thì là yêu quái dưới phàm. Ngài phải giúp tôi bắt con yêu quái ấy, nếu không lão tôn sẽ không đi đâu hết. Cái con khỉ này. Thôi được, người hãy chọn vài vị thiên tướng xuống hạ giới giúp ngươi hàng yêu đi. Thế thì tốt, thế thì tốt. Lý Thiên Vương, Na Tra Thái Tử, phiền hai vị đi với lão tôn một chuyến. Lý Thiên Vương, dạ. Na Tra, dạ. Hai vị cùng Tôn Ngộ Không xuống hạ giới hàng yêu đi. Tuân chỉ. Hãy khoan, con yêu quái ấy ghê gớm lắm, hai vị phải mang theo binh khí hàng yêu, không được để nó thắng đâu đấy. Khoan đã, Ngọc Hoàng, lão tôn còn muốn xin với ngài một việc nữa. Ngài hãy cho tôi mượn Lôi Công, để khi Thiên Vương đánh nhau với tên yêu quái, lão tôn cho sấm xuống, đánh không chết được hắn thì cũng có thể dọa cho hắn sợ. Dù sao chúng ta cũng phải có khí thế chứ. Cái con khỉ này, người còn muốn khí thế nữa cơ à? Thôi được, ta sẽ cho Lôi Công và Lôi Mẫu cùng cha con Lý Thiên Vương xuống hạ giới hàng yêu. Xin đa tạ. Ta thường dạy các con không được tham lam, nếu không ắt sẽ gặp họa. Thế mà... Sư phụ, giờ nói gì cũng muộn rồi, còn chưa biết con yêu quái ấy sẽ xử lý chúng ta thế nào đây. Đại sư huynh sẽ đến cứu chúng ta thôi. Cũng chẳng biết Ngộ Không và con yêu quái ấy đánh nhau ra sao rồi. Các vị nhìn xem, kia là động phủ của yêu quái. Lão tôn không có gậy như ý nên chẳng thể xuống được. Vị nào sẽ xuống khiêu chiến với hắn? Phụ vương, cứ để con xuống trước. Được, con đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy. Vâng. Đường Tăng, người nhìn xem đây là cái gì? Là cây gậy như ý của đại sư huynh ta. Yêu quái, chắc người đã ăn trộm cây gậy của đại sư huynh ta phải không? Đại sư huynh người chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Đợi ta bắt được hắn về, ta sẽ cho các ngươi được đoàn tụ. Đại vương, không xong rồi, Tôn Ngộ Không lại đến. Cái gì? Hắn không có binh khí mà còn dám đến nữa. Hắn còn đem theo một tên tiểu tướng nữa. Đó chỉ là tên cứu binh do hắn đem tới thôi. Để ta ra xem sao. Vâng, ta sẽ cho thầy trò các ngươi được đoàn tụ.
Hay, hay lắm. Đó là bảo bối gì mà lại rơi vào tay hắn được nhỉ? Phụ vương, con yêu quái này quả nhiên là thần thông quảng đại. Hắn còn nhận ra cả chúng ta. Bản lĩnh của yêu quái cũng bình thường thôi, chỉ có chiếc vòng đó là lợi hại. Giờ chúng ta mất hết binh khí rồi. Con khỉ này chẳng có chút lương tâm nào cả. Chúng ta vì cứu sư phụ của ngươi mà phải chịu vất vả, ngươi còn cười được hay sao? Ngươi chịu khổ, thế ta không chịu khổ. Giờ ta khóc không được, chẳng nhẽ ngươi không cho ta cười? Theo ngươi chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tìm loại binh khí nào mà hắn không thể lấy nổi mới được. Thế thì chỉ có nước và lửa thôi. Có câu nước lửa vô tình. Có lý lắm. Xem ra lão Tôn lại phải lên trời chuyến nữa rồi. Đại vương thắng trận về rồi. Đại vương thật tài giỏi. Đưa đồ ăn cho ta. Đại vương mau hạ lệnh giết Đường Tăng để chúng con được ăn một miếng để trở thành thần tiên. Đợi ta bắt được con khỉ đó về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn thịt Đường Tăng. Hay quá, hay quá. Hỏa Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân. Đại Thánh, trong cung của tôi không có ai tự ý hạ phàm đâu. Ta biết rồi, ta đến đây không phải để điều tra gốc gác yêu tinh. Ta đến để nhờ ngài giúp đỡ. Cần ta giúp ư? Phải. Chẳng phải Lý Thiên Vương và Thái tử Na Cha đã đi giúp Đại Thánh Hàng Yêu rồi sao? Đừng nhắc đến nữa. Binh khí của Tam Thái tử Na Cha đã bị con yêu quái đó đoạt mất rồi. Tam Thái tử thần thông quảng đại như vậy còn không đánh lại yêu quái, tiểu thần thắng sao được hắn? Theo Lão Tôn, chiếc vòng của hắn chỉ đoạt được binh khí chứ không thể chống lại được lửa. Lão Tôn đến nhờ ngài đem lửa xuống thiêu chết hắn. Làm thế có được không, Đại Thánh? Người ta thường nói nước lửa vô tình. Một hỏa thần như ông chẳng lẽ lại sợ hắn nữa? Ông hãy đi cùng Lão Tôn một chuyến. Đã vậy ta sẽ cùng Đại Thánh đi thử xem sao. Được, đi nào. Đi. Đại Vương, không xong rồi. Tôn Ngộ Không lại đến. Hôm nay ta nhất định phải bắt con khỉ ấy. Đi. Lão Tôn cũng sẽ cho các người biết thế nào là lợi hại. Hãy
Và Đức Tinh Quân, người mắc lừa con khỉ ấy rồi. Đại Thánh, làm thế nào bây giờ? Ông đừng lo, hắn không sợ lửa, nhưng chắc chắn sẽ sợ nước. Ta sẽ đi gặp Thủy Đức Tinh Quân nhờ giúp đỡ. Ta không tin không ai thu phục được hắn. Thủy Đức Tinh Quân, ngài đi đâu thế? Đại Thánh, tiểu thần nghe nói sư phụ ngài gặp nạn nên đến để giúp đỡ. Thật tốt quá, xin đa tạ ngài. Bình khí của Họa Đức Tinh Quân đã bị yêu quái đoạt mất rồi. Lão Tôn nghĩ hắn không sợ lửa, ắt phải sợ nước, nên đến để nhờ ngài mang nước xuống dìm chết hắn. Được, Đại Thánh hãy đi trước dẫn đường đi. Đi nào. Khoan đã, binh khí của hai ngài đâu? Đây. Thủy bá, hai ông định đem đồ chơi đi đánh nhau với hắn à? Cái bát này thì đựng được bao nhiêu nước? Cái bát này có thể đựng cả nước sông Hoàng Hà. Nửa bát là nửa con sông đấy. Thôi được, nửa bát cũng đủ rồi. Thủy Đức, ngài xem đã đến nơi chưa? Đại vương, Tôn Ngộ Không lại đến rồi. Đại sư huynh đến rồi ư? Kia là động của yêu quái. Ông đợi tôi và nó đánh nhau. Nhân lúc nó không đề phòng, ông chút nước xuống nhé. Được được, Đại Thánh yên tâm. Đa tạ ngài. Thủy Đức, nước chảy chỗ trũng, ngài cẩn thận kẻo làm sư phụ tôi chết đuối đấy. Đại Thánh cứ yên tâm. Yêu quái kia, mau ra đây. Còn khỉ kia, người đánh với ta mấy hiệp đều không thắng, giờ lại đến nữa à? Người đến để nộp mạng phải không? Con trai, con nói ngược rồi. Lần này ngươi phải nộp mạng cho ta mới đúng. Thôi được, chúng ta đánh nào. Yêu quái, dùng binh khí thì có gì tài giỏi đâu. Còn khỉ này cũng dũng cảm đấy. Được, ta sẽ đánh tay không với ngươi một trận. Thủy Đức, ngài mau cho nước xuống dìm chết hắn đi. Mau dìm chết hắn đi. Mau lên. Mau dìm chết hắn đi. Hay lắm. Sư phụ nhìn kìa, nước chảy qua rồi. Ngộ Không, người chớ vội mừng. Thủy Đức, ngài thấy chưa? Ta trông thấy hắn lấy vòng ra nên đã bảo ngài cất ngay bảo bối đi. Không ngờ lần này hắn lấy luôn cả bảo bối của ngài rồi. Ta không đề phòng, thật sơ suất quá. Đại Thánh, việc này phải nhờ Đại Thánh rồi. Nhờ ta ư? Ngài còn nhớ chuyện ăn trộm đào tiên và linh đan năm xưa không?
Thôi được rồi, đó là bản lĩnh của lão Tôn ta. Các vị cứ ở đây đợi ta, ta sẽ về ngay. Được. Các người cứ ăn uống cho thoải mái vào. Đại vương uống rượu đi ạ. Rót đi. Sao thế ạ? Người rót tràn hết ra ngoài rồi. Tiểu nhân uống say quá rồi ạ. Ta thấy người uống cũng say rồi đấy. Có đau không hả? Mau xuống rót rượu cho các huynh đệ khác đi. Rót rượu đi, rót rượu. Các huynh đệ uống đi nào, uống đi. Các huynh đệ uống đi. Xin mời. Uống đi. Tôn Ngộ Không, con yêu quái kia, người dám véo tai lão Tôn hả? Con khỉ cứng đầu kia, lần sau bắt được ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đại thánh về rồi kìa. Đại thánh đã mang được binh khí của chúng tôi về chưa? Nhân lúc yêu quái không phòng bị, ta đã ăn trộm lại cây gậy như ý, còn đánh cho bọn yêu quái một trận tơi bời nữa. Ngài chỉ quan tâm đến cây gậy như ý của ngài, thế còn binh khí của chúng tôi đâu? Ta mải lấy binh khí của ta, quên mất lấy lại binh khí cho các vị rồi. Đại thánh chỉ lo cho bản thân mình thôi, chẳng nghĩ gì đến chúng tôi hết. Vì đi cứu sư phụ cho đại thánh mà chúng tôi bị mất hết binh khí. Có phải ngài không muốn chúng tôi giúp ngài nữa không? Tam thái tử đừng tức giận. Vậy phải làm thế nào? Các vị cũng đừng sốt ruột. Có binh khí của ta thì sẽ có binh khí của các vị. Để lão Tôn đi lấy lại cho các vị nhé. Dù sao đại thánh cũng giỏi ăn cắp, cứ để đại thánh đi thêm lần nữa đi. Ngài đi đi. Lần này ta sẽ giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Đại thánh mau đi đi. Nghỉ một lát đã. Oh, shit!